Cháu cũng là thanh niên xung phong. Có chưa? Bị kỷ luật. Phải đi chân bò. Sao Ngọ không về nhà? Có cha, có mẹ. Ở đây còn có chị, có em. Về làng bắt vá, cạo trọc bối vối. Nhung lắm. Thủ trưởng cho em về nhà. Em hứa lần này là lần cuối. Ô đừng lấy nước mắt dọa tôi. Ô đọc đi. Khi làm đơn đi thanh niên xung phong, ô viết những gì? Những gì đây? Không, nhưng mà em nhớ mẹ lắm. Trong đơn em chỉ hứa là gian khổ hy sinh em không ngại, chứ em có hứa là không nhớ mẹ đâu. Thì tôi đã cho O về một lần rồi còn gì. Ai mà chào cũng nhớ rồi. O. Cháu chào bà. Chào cụ. Chào O. Cụ có việc chi ạ? Tôi thăm con Ràng. Mình rằng ông lại bắt con nợ kỷ luật chăn bò. Cụ nói ai? Mời cụ ngồi. Tôi nói về ó cổ chữa. Thương nhau thì về ở với nhau. Ngày xưa đã vậy rồi, bây giờ cách mạng. Cụ ơi, nhưng đây là chiến trường, phải có kỷ luật. Ó về đi, tuần sau thì giải quyết. Ó mà còn dọa từ từ, ó đừng có tôi. Hoan hô anh Linh. Rửa răng mà bọn hắn không chữa. Cụ ăn cơm chưa, để tôi đi báo nhà bếp. Tôi lại xin ông tha lỗi cho con nó. Trả O Loan về địa phương, đơn vị không nở. Để O ấy đi chân bò, chứ ra mặt đường bom đạn cực khổ chịu sao được ạ. Đi thôi cụ ơi. Đi, mi phải lên đại đội với tao. Có gì thì giải quyết ở tiểu đội, làm sao các con cứ kéo nhau lên đây. Tại tiểu đội hắn không nhận, tôi là thủ trưởng, tôi và hắn đi tạm mở khe. Đồ tôi để trên bờ, hắn lên trước. Tiền tôi để đây này, hắn không lấy thì ai? Tôi nói tôi không lấy, mi này lão. Tao mới lĩnh 5 đồng rưỡi hôm qua, chỉ có tao với mi. Các con mi tao về à? Tôi hỏi, nhân dân nhìn vào các con ra sao? Con Ràng hồi ở nhà mất của hái hào mà đập em suốt ngày, của đau con xót. Cho đã tìm kỹ chưa? Tôi khám mà hắn không cho. Các ông về làm báo cáo. Tối nay O Hùng ở nhà không được ra mặt đường. Giải quyết xong việc này các ông mới đi làm. O về đi, tôi sẽ làm cho ra. Không, có chuyện gì chưa? Kịp tao. Không. Không. Ba, ba ơi. Ba, 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 chào đâu, ba, chào đâu. Ba. Quế ơi, xài tao bắt cơm. Mẹ để em lên đây cho chị ơi. Chừng rửa nhanh lên. Lấy được người làm nhìn nào. Sao tôi tìm được? Em Phương xa. Gửi tới anh Tiền Tuyến Anh Hùng, Nguyễn Văn Hùng, còn các con đừng có để mất. Sẽ có người đưa lên huyện. Chiến trường đang mong đợi thư từng giờ đấy. Toàn đại đội tập hợp. Mà cầm cho chúng nhé. Chị nhớ để phân cho em nhá. Yeah. Trong 4 năm ở thanh niên xung phong, tôi chưa từng thấy sự việc nào như vậy xảy ra. Các đồng chí của chúng ta đã ngã xuống. Các đồng đội của chúng ta ở tuyến trước đã hy sinh, gian khổ hơn chúng ta gấp bội.
nhưng vẫn giữ được phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam anh hùng. Đồng chí Hồng, ra khỏi hàng. Báo cáo xe trưởng, đồng chí Hồng hôm nay vắng mặt. Báo cáo xe trưởng, tôi vừa thấy đồng chí Hồng chạy đi mô đó. Toàn đại đội triển khai bắt đồng chí Hồng về đây. Tất cả thi hành nhiệm vụ. Tao lo lắm. Khi nào thì vừa chạy vừa khóc, không biết sao. Cả nhà hắn chết bom chẳng còn ai. Hắn đi thanh niên xung phong là để trả thù. Hắn lấy tiền của My làm chi? Tao nhớ tiền tao để trong túi sáng nay mà. Trời ơi, tiền đâu đây? Di Vọng đâu rồi? Hồng ơi, tôi giết My rồi. Hồng ơi, Hồng ơi, Hồng ơi, Hồng ơi, Hồng ơi. Em muốn chết thì chết, chứ kiểu gì mai mốt cũng chết. Sống bao nhục lắm. Phụ nữ chúng mình không được sinh nở, chết mà không biết điều đó uổng lắm. Các đồng chí phải nhớ, hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Tôi nhắc lại, cùng chảy vào một bể. Minh ạ, đâu cho tao coi. Ít bằng bao nhiêu? Đồng chí hơi nghiêm túc. Đây là bài kiểm tra đánh giá môn học kỳ của các đồng chí. Khi mô vô bến rời dòng dâm mô. Trời ơi, em biết khi mô thân em hết nhục dày vò năm canh. Tình ơi gian dối là tình, thuyền em rách nát có lành được không? Trăng không cô gái trên sông, ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài. Thơm như ông ấy nói về thân phận bọn con gái ngày xưa đấy. Suối ban mai dừa rừng, ngày mai gió mới ngàn phương sẽ đưa cô đến một vườn đầy xuân. Ngày mai trong giá trắng ngần, cô thôi kiếp sống đầy thân giang hồ. Thưa cô, em không biết cái máy nước ra sao. Nếu cô ra bài hai người gánh nước đổ vô bể thì em làm được, chứ thế này thì em chịu. Thưa cô, em ở trong đồi cảm tử, sống chết lúc nào không biết, cô cho em thôi, khó quá. Các đồng chí làm bài đi cả hết giờ. Đưa cô xem. Chim bồ câu vốn hiền lành, ý nghĩ của o là lắm. Xin cô đừng báo cáo lên trên. Hôm nay chúng ném tất cả là 21 đợt, 15 trái trúng mặt đường, còn 22 trái chưa nổ. Hết chưa rồi, các đồng chí nộp bài đi. Bài em đây ạ. Con bê mang đồ vào nhà cất đi nha. Làm bài chứ xong rồi ạ. Cất cẩn thận đấy. Mi mình răng bà nghe nọ biết. Cái vòi nước là cái chí hả con? Con làm xong hết ba. Ha, răng mi gan chưa? Bên trái.
O có bị mình răng không? Ngày mai con đi lấy chồng bà. Đây đây, tất cả đội cảm tử tập hợp. Lên đi bưng với lên vào ngang nhé. Lên nặng hai con kia chứ làm sao thì có em làm cái em thấy chị đang làm thế mà thôi mẹ nha. Nghiêm, báo cáo đồng chí đại đội trưởng, đội cảm tử đã sẵn sàng, chỉ có đồng chí Hoa hôm nay đến thang. Báo cáo hết. Báo cáo, tôi chỉ kiêng lội nước không kiêng phá bom, đồng chí cho phép tôi làm nhiệm vụ ạ. Tôi không đồng ý. Đồng chí Hoa ra khỏi à. Chúng ta làm việc cần kề và cả chết, dù chỉ một sơ suất nhỏ cũng dẫn đến tổn thất, hy sinh. Đồng chí không? Có tôi. Tôi thay mặt ban chỉ huy xin lỗi đồng chí sự việc sáng nay. Đồng chí còn thắc mắc gì không? Tôi, đội viên thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hồng, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc. Toàn bộ tiểu đội chuẩn bị đồ dùng, tư trang cá nhân. Rõ. Chúng tôi vừa qua môn toán. Cô giáo nói đến ngày hòa bình chúng tôi cần phải biết tính toán. Còn bây giờ các chị chỉ có một phép tính. 22 quả bom chưa nổ, đến 6 giờ phải dọn sạch thông đường. Mi kết hôn tao. Toàn tiểu đội tập hợp. Đi nhá. Không đi, đi nhá. Đi nhá. Đi nhá. Ban chỉ huy nói là xấu xả chị em. Thủ trưởng phố nào lọt thế này làm sao tôi mặc được. Của hơi to, thủ trưởng phân nào nhỏ, của em nhỏ, cháu thủ trưởng phân nào to. Làm sao thủ trưởng biết của mình nhỏ. Mỗi lần các o được phân mấy chiếc? 2 chiếc. Quần lót rộng, bọn em còn thắt giải rút lại. Chứ áo lót mà rộng, để dùng tân rốn thì có tác dụng gì hả thủ trưởng? Tôi sẽ đề đạt lên tổng đội. Bọn em không sợ rộng hẹp, chỉ sợ không công bằng. Thế thì lần sau phải phân cho đều. Mỗi o một chiếc lớn, một chiếc bé. Em ơi, kịp quá. Chúng mày ơi, chìa khóa đây rồi. À, hay quá. Để tao vác. Lên lên. Nó lên được rồi. Nga ơi, đi tập xe. Ô, Linh kìa. Ôi, chạy đi. Ta kia đang ngắm nhìn ai đó, ngắm cô nàng mắt sáng hơn sao. Anh mong sao chàng trai kia trong chết. Ông Linh thế mà tếu. Răng mi đỏ mặt. À, ông ơi, ông Linh từ đây. Ông ơi, chạy, chạy, chạy chúng mày. Tôi đập như chết này. Số 3 xin tiếp tục. Đồng ý, cho tiếp tục.
tao đã bảo mà, chiếc chìa khóa đó màu vàng. Còn bao nhiêu trái nữa nhỉ? 16 trái nữa. Mi làm chi rứa? Mi phá khóa. Làm tao chịu, tha nó đến đây. Trả về cho lão cười cho ấy. À. Cẩn thận không nha. Sáng nay mình từ từ không chết, làm sao bơm diệt mình được. Nay muốn rửa à con? Tao bảo đại chúng mày ba, con hợi đập khóa để cho nó đi trước. Để nó đi. Lên đi. Lên đi. 2, 3. Đi lên. Đi lên. Cố lên. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Đừng buông ra. Buông ra. Ôi trời ơi. Chạy theo tôi ơi. Nội dây chuyền có đường bị rồi. Em có làm sao không? Còn một người nữa, O Hồng đâu? Mi còn cười được à? Hắn bị điếc rồi, mi mang hắn làm chi? Tao biết đi xe đạp rồi đó. Sao như thế? Của chị em, tiểu đội 4 gửi chị. Nó đạp đấy. Nếu là con trai, Loan đặt tên là gì? Nếu sinh con trai, em đặt tên là Anh Hùng. Mình thích tên Chiến Thắng. Em không đặt rửa mơ. Để hoàn thành nhiệm vụ, nghiêm cấm các đồng chí rời đơn vị để tiếp xúc với bộ đội. Bên quân đội cũng có lệnh như vậy. Ai vi phạm sẽ bị kỷ luật. Đề nghị nghiêm túc. Chúng em thèm lắm chị nữa. Lệnh cấm chúng em sờ mò thì có cấm chúng em nói chuyện đâu à? Sờ mò chúng em chả dám đâu chị nữa à? Tôi không biết. Lệnh là như vậy. Các o liệu cách mà thực hiện.
Thế tại sao hôm nay cả có không hát thế? Có Hương đâu? Chứ ngày người ta biết mặt chạc mà. Lên nhanh tay lên. Sắp có xe đi qua đấy. Thưởng nhiều lắm. Phải lắp hết phố trong lên mà đỉnh núi thời cao. Tinh thần mà cứu nước ta còn cao hơn nhiều. Bà thầy đi ơi, lên cao trên núi mà trong gió miền đông mênh mông đất nước. Như nhắn nhiều khó khăn câu lời. Mưa nắng ơi, biết các đại đội bạn được thông đường rồi đấy. Sáng mai anh qua cho bà xem mặt nhá. Giang ơi, Giang, dừng lại, anh bảo cái này. Bữa mô cũng rửa à con? Bà ngủ đi ba. Đồng Lộc, 4 giờ sáng ngày 25 tháng 7. Sắp có đánh lớn. Những binh đoàn trụ lực nối nhau qua Đồng Lộc tiến vào Nam. Tiểu đội lại một lần thoát chết. Quả bom rơi bên cạnh không nổ. Mẹ đừng lo cho con, con chẳng chết đâu, vì con yêu mẹ vô cùng. Con muốn hàng đêm ngồi nơi đây để được gần mẹ hơn. Chẳng còn lâu nữa con về bên mẹ. Ngày đó sẽ đến, con sẽ học vẽ. Con muốn vẽ ngôi nhà có bụi tre đỏ rực, in hình xuống dòng sông đen thẫm. Mẹ đứng đó nhỏ bé trên nền trời màu tím. Chị hơi nói, nếu có kịp sau chị sẽ làm con cá bơi trong hồ nước để trốn cái nóng của gió Lào miền Trung. Nếu có kịp sau thì không có chiến tranh đâu mẹ nhỉ. Còn con vẫn là con của mẹ, được ngồi bên thềm ôm gối mẹ ngóng đời cha về. Cha sẽ không bỏ mẹ con mình. Cha đi đánh trận đã 20 năm rồi. Còn chị Hương ước mơ là ca sĩ. Chị sẽ hát cho đến khi kiệt sức. Người ta sẽ xây cho chị ngôi mộ trên đỉnh núi Đồng Lộc. Có những chàng trai đẹp đến đặt những bông hồng lên mộ. Trên non dưới nước.
nước đủ màu xinh, núi ngàn từng trông thấy những ngủ đi, có chuyện chi mà mi trăn trọc không ngủ được hả? Mình muốn có con hoa binh rồi, mới lấy chồng một mấy đứa mà chẳng có. Ai đây? Em mang cho thủ trưởng bát cháo. Oa đấy à? Ô, đến lúc này người ta hiểu nhầm thì chết. Này O, hôm nay O dũng cảm lắm đấy. Tiếp theo những thắng lợi cực kỳ to lớn, có ý nghĩa chiến lược, với nhiều trận đánh hiệp đồng binh chủng kết hợp chặt chẽ tiến công với nội đài. Quân của dân ta đã lập tan tập đoàn phòng ngự phía đông của địch, hình thành thế bao vây cô lập hoàn toàn quân địch. Nếu bị chết, anh ấy chẳng thèm khóc đâu. Em sợ lắm, em van chị đấy. Xuân, mới còn một thì ra đằng đi. Cứ bày ra đi, đằng nào cũng ngượt cả rồi. Rồi đi. Các đồng chí đã bao che cho đồng chí Hà. Đại đội trưởng đã bắt được đồng chí Hà sáng nay. Sự việc rất nghiêm trọng. Công của chúng ta đã đổ xuống sông. Đồng chí Cúc. Dạ. Đồng chí tiếp tục ở lại kiểm tra xem những ai bao che. Còn tôi lên báo cáo đại đội. Bà lên ông Linh. Chính bà che giấu. Bà thấy O Hà đi. Không việc gì bà phải đi. Bà không có lỗi. Toàn tiểu đội, một hàng ngang tập hợp. Đây là đơn vị thanh niên xung phong, chứ không phải ở nhà. Nghiêm! Ở đây không có ai là phụ nữ cả. Không có, chỉ có chiến sĩ và chỉ huy. Đồng chí rõ chưa? Đồng chí đã trốn đơn vị bao nhiêu lần? Mỗi ngày một lần ạ. Báo cáo vì tôi có kinh nghiệm ạ. Kinh nghiệm? Tôi tưởng chỉ có kinh nghiệm phá bom, kinh nghiệm mở đường. Hóa ra còn có cả kinh nghiệm trốn nữa. Vâng ạ. Đồng chí trốn đi để gặp đứa nào? Không phải đứa ạ. Hắn là ai? Đồng chí có khai không? Dù chết tôi cũng không khai đâu ạ. Rồi cái bụng của đồng chí nó sẽ phải khai. Nó cũng không khai đâu ạ. Báo cáo đại đội trưởng, tiểu đội trưởng, tiểu đội 4 có mặt. Đồng chí Hà, về đi ngủ đi, lúc khác tôi nói chuyện. Báo cáo, đêm qua tôi đã ngủ rồi ạ. Ngủ à? Ó đừng có đánh lừa tôi, ó về đi. Hắn mà không phải là nửa anh hùng, tôi đã cào trọc đầu hắn rồi. Ngày mai, đồng chí phải ngủ với hắn, rõ chưa? Rõ. Nếu cô biết mình làm gì mỗi đêm bên hồ, sẽ chẳng ai hiểu mình.
Các chị đừng trách em. Em chỉ muốn có một mình. Chiến tranh không bờ, không bến. Đêm nay, đêm mai, nói đi, phần gái của lũ chúng mình. Bao giờ? Bao giờ? Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng gió, bên mưa bay. Em giang tay, em xòe tay, chẳng thế nào mà xua tan mây, chẳng thế nào mà che anh đường. Đúng sợi thương ấy với răng mãi lầm, đúng sợi nhớ ấy đan vòng xanh, nghiêng sườn đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tây. Để tán đi. Anh Thắng này em cất bàn chứ mà. Đi đây, đi đây. Đi đây. Chi rồi? Nhẹ chân. Khẽ thôi. Bà ơi, đây là anh Thắng lái xe xúc bên giao thông bà. Cháu chào bà. Chào anh. Anh Thằng nói chi rứa? Nói chi rứa? Cậu là đàn ông, răng mà nhát rứa. Có ai chui trong hầm nữa mô? Cậu tránh nó cho tôi lên. Máy bay hết rồi. Ba ơi, ba ơi. Ba. Cả có gán nè. Ba, ba cũng đúng ba. Ba thấy anh Thằng ở răng. Anh Thằng nói chi rứa? Ba có ưng không ba? Đàn ông chi mà nhạt. Anh Thắng. Anh Thắng. Ồ, chọc tôi như thế chưa đủ sao? Chẳng anh không nói chi với ba. Ba. Ừ, ba về. Hôm nay tôi đồng ý cho cả con ở tiểu đội 4 về nhà ao làng chơi. Các em đưa ba về thật cẩn thận, nhớ thay nhau mà cổng. Đúng 6 giờ chiều nay là phải có mặt. Dạ. À, chúng mày ơi, gà con kìa. Địch tập trung đánh vào ban đêm, ngày trở nên dài yên ắng. Cả bọn ngẩn ngơ vào ra. Bà của Ràng sắp về. Không còn được nghe điều ca trù bà ru chúng tôi ngủ. Nhớ câu ví quê mình: người ơi, thiệp thương chàng đừng cho ai biết. Mẹ ơi, đêm nay con không được đến bên hồ ru cho mẹ ngủ. Mẹ đừng lo cho con. Người ta nói hai quả bom không thể rơi trúng vào một hố.
đang ở đôi với người về xã ta ấy. Mày nói thật không? Tao nghe không nói rồi. Tôi mai đi nhá. Ba đây phải sớm lên trước này. Bom đánh dưới là chỉ ra tốt. Mà số gì mà nó mà đủ lúa cho bộ đội ăn nghe. Đi. Vất. Vất. Đi. Bỏ cái này cho tôi rồi càng ơi. Chuyện này như trung lập đó. Có nhiều người đi không? Cũng ít thôi. Đường lên bệnh viện con sao không các chị ơi? Nhầm đường rồi. Đường này lên núi các chị quay lại đi. Chị ơi dùng giúp dừng lại bọn bay ơi, nhầm đường rồi. Lan ơi không ngươi nhanh lên. Ủa, lên nhìn lên bé ơi. Quay xe lên. Lên đi. Nhẹ nhẹ tay thôi nha. Ha lên nhanh. Bỏ đồ đang. Nhìn lên con này. Con xe lan đi nhìn lên. Em đi thanh niên xung phong có được không chị? Nhưng mà em còn nhỏ lắm. Em đi chị nhá. Tôi còn em đi đấy. Đi nha. Mi chết rồi. Không, sao chết thế? Để lừa anh. Nào ơi, đợi anh với. Gái hồng nhan bạc phần, em bỏ đôi má đau thơ thận. Giữ buồn xuân hỡi buồn. À ơi, nhà năm gian thông thấy con cùng mẹ, chỉ thấy con cùng một mẹ. À ơi, năm ba sao ruộng rẻ, nó có kẻ cây bừa, đã đau đớn mẹ chưa đau ruột tâm chín khúc, thương phần mình giang dở. À, chào các cháu. Sao cháu khóc? Nhìn đi cháu, nhìn đi. Mẹ cháu đâu? Mẹ nó chết rồi. Thế bố cháu đâu? Bố nó đi bộ đội. Cháu ở với ai? Nó ở với ba. Chân mi đẹp lắm. Các chú bộ đội mà rơ vô thì mát lắm hè. Bọn mình thiệt thòi lắm. Trái bom này là lắm. Em tăng thêm lượng bộc phá. Chạy đi. Nổ. Chào thủ trưởng. Chào các cô. Chào các cô. Chào thủ trưởng. Chào các thủ trưởng. Chúng tôi đánh bộc phá 3 lần mà hắn không nổ. Bom là lắm. Nó đâu? Nó nằm chênh nhanh giữa đường đó. Chúng tôi không thể vi phạm nội quy được. Phải bắt nổ hoặc di chuyển quả bom mới cho các ông làm đường được. Thế thì các anh làm ngay đi. Thủ trưởng cho phép chúng tôi đào nó lên. Biết lúc nào nó nổ mà ông liều lĩnh vậy? Mà ông định đào nó lên bằng gì? Bằng tay. Không. Nhiệm vụ thông đường là của chúng tôi. Công binh đâu? Chúng tôi đã bổ sung cho tuyến trên.
muốn điều họ phải mất rất nhiều thời gian. Chúng tôi là công binh đó. Các đồng chí nặng đầu óc phân biệt nam nữ. Nếu là bom nổ chậm, trước khi nổ phải phạt nóng, chị em chúng tôi sẽ chạy kịp. Tôi đề nghị đây là khu vực nguy hiểm, ai không có phần sự phải ra khỏi đây. Chẳng lẽ cả tuyến đường quan trọng như vậy chỉ trông chờ vào mấy cô gái này à? Nghiêng sườn đông mà che mưa anh hai ba. Nghiêng sườn đông mà che mưa anh. Nghiêng sườn tây em xòa bóng man. Giờ trời thương anh mây màu xanh xuân. Mà em nghiêng hết anh mây về phương anh. Mà em nghiêng hết anh mây về phương anh. Trường Sơn đông, Trường Sơn tây. Bên nắng đón bên mưa chẳng thế có chi mà mi sợ sợi thương ơi mê trăng mãi lần run sợi nhớ như lan vòm xanh nghiêng sườn đông mà che mưa anh nghiêng sườn tây em xòa bóng man dợp trời thương ơi mê màu xanh xuân mà em nghiêng hết ấy mới về phương anh mà em nghiêng hết ném bom thì phải nằm xuống, không được chạy tán loạn. Địa điểm tập kết cách đây 3 km. Chào đồng chí. Chào ông. Từ giờ phút này đồng chí phải nghe theo lệnh của tôi nếu muốn sống. Tiếc quá. Cái cây chi? Rẽ phải. Anh biết là em rất đẹp, nhưng tối qua anh chẳng nhìn thấy gì cả. Tán tỉnh nhỉ. Chỉ có 3 con rồi em ạ. Em nên biết rằng xe của em trong tuần đi đâu, tốc độ của đoàn xe phụ thuộc vào tay lái của em đó. To biết tôi bao nhiêu tuổi và xứng chị với tôi. Đánh tay lái không phải. Có nhìn thấy mấy cái tiêu ghê không? Thì đừng để cho ai. Các ơi, Thiên Anh, con hát cho anh nghe đó. Em quê đâu? Hà Tĩnh, con anh Hà Nội, nghe giọng em, chắc xinh lắm. Có bóng bên trái, rẽ. Anh ra Trần lên đâu phải không? Đi nhanh, đi nhanh. Sử dụng đồ đoàn xe nhá. Thương bọn thanh niên xung phong chúng em quá. Tăng tốc lên. Chạy. Xe quái chở chi? Đừng thử.
cái chi đó. Với bọn đàn thì anh bỏ chạy, vốn cả anh táo tơn nữa. Lần đầu tiên ra trận, chưa quen. Với phụ nữ, anh quen rồi phải không? Hương ơi, mi hát cho vui đi. Cô biết không anh ấy? Hắn bóp vào ngực mi à? Sao chị biết? Răng mi lại tát vào mặt hắn. Em vừa thương vừa ghét hắn ta, mà em cũng nghĩ mình có mất gì đâu. Chị đừng kể cho ai, ngừng lắm. Xuống rửa chân đi. Lên lên chúng mày nhanh. Nhanh quá anh. Bạn bay ơi, xuống tắm đi. Hôm qua mày nhận được thứ của anh lắm à. Lan lên, lan lên. Thầy cho đọc với. Loan này tông nghi mi lắm. Mi đã nhận đạo mới chứ. Đã nhận rồi. Mệt quá. Mày ơi, mình đi kịp thống đường hả? Mệt nhỉ. Cô ta vô cả anh ta. Đơn vị hành quân giữ vững đội hình. Hỡi các nữ thanh niên xung phong anh hùng, hãy giữ vững tinh thần, bộ binh đang đến. Chiến tranh thì mặc chiến tranh, yêu em anh quyết để giành nụ hôn. Họ giành khí bom đạn thông đường, nụ hôn anh để trên giường chờ em. Họ trả cho hắn một câu đi, thật đau vào thằng cha bao hoa tường. Họ đi. Nghe được anh ơi, nghe chị em đừng tới họ đây. Họ đi được ơi. Chiến tranh thì mặc mà chiến tranh, đã yêu em chọn chọn cho thanh mà người ơi. Em nằm trong để chị nằm ngoài. Em trốn mua mà chị sợ. Mi ngửa ngày lên, làm răng tao giữ được. Chị cho em mượn cây kẹo. Xuân, ngày một em đi phép lấy gì lâm qua? Em không đi đâu. Mấy bên đi, ác liệt quá. Em nói, để dành cho cha mẹ em. Em đã phá hết đâu, mà chị sơ. Mẹ của con, thằng giặc đánh nhiều hơn rào trước. Mẹ chắc là lo cho chúng con lắm. Mẹ đừng lo, ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm, giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày, chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng, nhưng không thể làm rung chuyển được trái tim của chúng con đâu, mẹ ạ. Mẹ ơi, thời gian này địch đánh phá ác liệt, nhưng bọn con vẫn tập được nhiều bài hát mới. Bọn con hát cả ngày, ngay những lúc gian khổ nhất, để nối liền con đường bằng cả tâm hồn
và trí lực của chúng con. Chị Cúc thật buồn cười. Mỗi lần thay áo, chị lại chuyển tiền Khâu lại. Chị nói, đời chị cực khổ nhiều rồi. Chị phải dành dùng từng xu để có một mái nhà cho riêng mình. Nếu có con, nó phải được sung sướng. Hôm nay bao nhiêu? Em hẹn ngày mai phải không? Hôm nay là 25 tháng 7. Mai 26, 127, T28. Hai vòi nước chảy vào cùng một bể, hết 2 giờ 24 phút. Mi tính sai, cô cho mi rửa là cao. Nhỏ, mi đưa tao coi, tính cách chi mà bị 2 điểm. Trời ơi, đóng mà miếng ngu nữa. Làm chi mà hết những 10 tiếng. Làm chi mà bưng cơm ăn nọ. Em bị đúc mất thôi. Nạc uống không trôi, cơm lấy đòi. Hương, mi ngưng hát để chị giảng cho hắn. Dạ. Em hát cho mọi người vui vẻ. Nhỏ, mi giải thích tao coi. Vòi 1 chảy 6 giờ đầy bể, vòi 2 chảy 4 giờ đầy bể. Cả hai vòi chảy là 4 giờ cộng 6 giờ bằng 10 giờ. Kết luận cả hai vòi chảy đầy bể là 10 giờ. Giống một miếng ngu đó. Có hơi một điểm có sao đâu. Con hơi nói, Hòa Bình hắn về làm ruộng. Con nhỏ muốn làm cô giáo thì phải chịu khó học chứ. Hòa muốn làm họa sĩ. Em thì ham đi văn công. Hương đẹp gái lại hạt hay. Văn công cùng nỏ băng. Đêm qua, chị Cúc không ngủ, cứ ngồi im lặng ôm chặt bầu ngực của mình. Mình cũng không ngủ được. Lần đầu nằm bên chị Tần, mình có cảm giác được nằm bên mẹ. Chị muốn đêm kéo dài mãi. Người ta bảo chết trẻ rất thiêng. Chị Xuân đùa, bọn mình vẫn còn trong trắng sẽ làm ma thiêng vận vơ, lang thang trêu đùa thỏa thích. Đêm qua, chị Hường không ngủ, mắt Hường rực sáng. Mẹ thân yêu, tối nay con lại sẽ đến bên hồ, sẽ chẳng ai ngăn được con đâu. Tao có quyển sách hay lắm. Hôm qua mẹ mới gửi mà. Ôi, người ta tự tử tao lấy để đọc xong rồi đấy. Tao có quyển sách. Điều lắm đấy. Tiểu đội chúng ta hôm nay trực hiện trường. Đồng chí Hồng mệt thì ở nhà. Để đưa số báo thư cứu được lên huyện. Nghiêm, bên phải, quay. Chúng không đến. Hà ơi, sao hôm nay trông chị Tần kêu thế? Nhanh lên. Vắt hả? Vắt đi. Hay.
này, em lên tìm đây. Anh Thắng ơi, ở làng đây này. Hôm nay bố đi hỏi chồng cho rằng đây. Thôi. Răng bị nhạt rứa, sao chứ? Chúng tôi đưa ở làng đến, sao anh lại quay đi? Đi rằng không thèm. Anh cho em xin lỗi. Cô nên nhớ, chúng ta đang sống ở nơi bom đạn, không ai được phép lừa dối. Hắn nói chi được? Im, để xem hắn nói chi. Anh Thắng. O đã có chồng, tại sao O lừa tôi? O cút đi. Tiểu đội, theo tôi. Sao anh lại làm cho O rằng không? Sao à? Tôi phát hiện ra cô ấy có chồng. O dạng lừa dối tôi. Tôi nói cho anh biết nhé, A4 sống chết thế nào cả tổng đội đã rõ. Đã là gái A4, chỉ có tiến không có lùi. Các con trói hết lại. Dây đâu? Dây đâu rồi? Cái chặt nó lại, nghe nó dây đâu? Dây đâu rồi? Trói hết nào? Kìa các con. Đây hạt xuống. Các con buông ra. Trói chặt vào. Tao đưa tay đi. Tôi tuyên bố cho anh biết. Một, gái tiểu đội 4 là gái Trinh, xúc phạm điều này, trốn sống. Hai, hồi 16 tuổi, O Rằng bị ép lấy một lão thân kinh, O Rằng trốn nhà, nên xã phải hủy bỏ đăng ký. Ba, việc còn lại O Rằng tự xử lý, nhưng chỉ được 10 phút, đã đến giờ ra mặt đường. Cả tiểu đội theo tôi. Đi vậy. Nhanh lên nha. Chúng phải không nha. Cởi trói cho anh. Hôm nay không có tiếng bom. Em sợ sự im lặng đấy lắm. Cái này là bây trò hành trật lắm đấy nhá. Chật mất rồi chật. Hường, con yêu quý của mẹ. Mẹ nhận được thư của con hôm qua, biết ở nơi ngã ba đầy bom đạn. Con rất chờ tin ở nhà, nên đêm nay mẹ ghi thư cho con. Mẹ và cả nhà đều khỏe, ai cũng nhớ con nhiều. Cu Tèo suốt ngày luôn miệng hỏi bao giờ chị đánh mì mới về. Con biết không, mỗi lần cả nhà quây quần bên mâm cơm, thiếu con, cả nhà buồn lắm.
ăn miếng cơm mẹ nghẹn ngào vì vắng con. Ở nơi ấy, con và đồng đội chắc vất vả lắm phải không? Đêm nay, chị cho em đi. Ông Linh biệt thì chết. Hai đi đâu, quan hệ với ai, cứ nói, chị Tân không cầm đâu. Nhưng mà em là em đã có người yêu đâu. Ngày mai sinh nhật về thăm mẹ sướng quá. Đêm qua mình mơ thấy O Loan sinh được đứa con gái, xinh lắm. Xinh dữ, tử lành. Thế Hà đi đâu? Cực mẹ em cũng chịu được. Các chị đừng nghi ngờ em. Tình Cúc nhỏ hương ràng hời xuân xanh ơi, em không thể nào quên được lời ru của mẹ hằng đêm. À ơi, gái hồng nhan bạc phần, em bỏ đôi má đau thơ thần. Dư buồn xuân hỡi buồn, nhà năm gian thông thấy con cùng mẹ. Dăm ba sao ruộng rẻ, nó có kẻ cây mưa. Đã đau đớn mẹ chưa, đau ruột tâm chín. Thương phần mình giang dở. Tiểu đội đã về, xếp một hàng ngang. Em ở đâu, sao không về tập hợp? Chín bàn đã quấy quần đủ hết tần nhỏ xuân hà, hường hời ràng xuân xanh. A trưởng Võ Thị Tần đã điểm danh. Chị thiếu mình em, chín bọ làm mười răng được. Đồng đội đã bới tìm vạt quốc. Em ăn đâu, nằm đâu, đất nâu lạnh lắm. Tóc em thì xanh, áo em thì mỏng. Cúc ơi, em ở đâu?